Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Tòa Bạch Ốc cho biết Giám đốc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ Kimberly Chiro đã từ chức sau khi cơ quan này bị chỉ trích vì không ngăn chặn được một vụ mưu sát làm cựu Tổng thống Donald Trump bị thương tại một cuộc vận động tranh cử. Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhận được đủ sự ủng hộ của các đại biểu đảng Dân Chủ để trở thành người được đề cử của đảng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Chính phủ Bangladesh cho biết sẽ tuân theo phán quyết của Tòa án tối cao rằng 93% việc làm trong nhà nước sẽ được mở để cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của sinh viên sau một tuần xảy ra một số cuộc biểu tình đẫm máu. Thủ tướng Israel Netanyahu nói với gia đình các con tin bị giam giữ ở Gaza rằng có thể đã gần đạt được một thỏa thuận đảm bảo việc thả con tin trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng đất bị tàn phá của người Palestine. Nga hôm 23 tháng 7 nói rằng sự hợp tác của Nga với Trung Quốc ở Bắc Cực không nhắm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia nào khác và nói rằng sự chỉ trích của Mỹ đối với việc đó là không đúng chỗ. Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ tới châu Á trong tuần này để trấn an các đồng minh và đối tác về sự ủng hộ của Mỹ. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ hội đàm về an ninh vào ngày 28 tháng 7, lần đầu tiên sẽ bàn thảo về răn đe mở rộng, sử dụng lực lượng hạt nhân của mình nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào các đồng minh. Nhà cầm quyền Việt Nam vừa xử phạt một loạt những người đăng tải những nội dung được cho là xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lúc quốc tang cho ông đang được chuẩn bị. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tòa Bạch Ốc cho biết Giám đốc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ Kimberly Chiro đã từ chức sau khi cơ quan này bị chỉ trích vì không ngăn chặn được một vụ mưu sát làm cựu Tổng thống Donald Trump bị thương tại một cuộc vận động tranh cử. Cơ quan mật vụ vốn chịu trách nhiệm bảo vệ các tổng thống đương nhiệm và cựu Tổng thống Mỹ phải đối mặt với khủng hoảng sau khi một tay súng đã có thể dễ dàng bắn vào ông Trump từ mái nhà nhìn ra cuộc vận động ngoài trời ở Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Bà Chiro phải đối mặt với sự lên án của lưỡng đảng khi xuất hiện trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện Mỹ hôm 22 tháng 7 và từ chối trả lời các câu hỏi từ các nhà lập pháp, những người đã bày tỏ sự bực dọc về kế hoạch an ninh cho cuộc tập hợp vận động tranh cử và cách cơ quan thực thi pháp luật đã phản ứng không chuyên nghiệp với hành vi đáng ngờ của hung thủ. Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kêu gọi bà từ chức. Bà là người đã lãnh đạo cơ quan này từ năm 2022 nói với các nhà lập pháp rằng bà nhận trách nhiệm về vụ nổ súng, gọi đây là thất bại lớn nhất của cơ quan mật vụ kể từ vụ Tổng thống Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981. Cơ quan mật vụ phải đối mặt với các cuộc điều tra từ nhiều ủy ban quốc hội và cơ quan giám sát nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, cấp chỉ huy của cơ quan này. Tổng thống Joe Biden cũng đã kêu gọi một cuộc đánh giá và điều tra độc lập. Phần lớn những lời chỉ trích tập trung vào việc không bảo đảm an toàn từ mái của một tòa nhà công nghiệp nơi tay súng sử dụng, cách sân khấu mà ông Trump phát biểu chỉ khoảng 140 mét. Khu mái nhà lại được tuyên bố là nằm ngoài phạm vi an ninh của cơ quan mật vụ cho sự kiện này, một cách giải thích đã bị các cựu đặc vụ và nhà lập pháp chỉ trích. Bà Chiro giữ vị trí hàng đầu về an ninh tại PepsiCo trước khi ông Biden bổ nhiệm bà làm giám đốc cơ quan mật vụ vào năm 2022. Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhận được đủ sự ủng hộ của các đại biểu đảng Dân Chủ để trở thành người được đề cử của đảng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Đó là theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng thông tấn AP, được thực hiện sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Cuộc khảo sát của AP chỉ là dấu hiệu cho thấy bà Harris nhận được sự ủng hộ của hơn 1.976 đại biểu mà bà cần phải có để có thể có được đề cử. Nhưng điều đó cho thấy
Bà là sự lựa chọn duy nhất trong đảng để thay thế ông Biden trong liên doanh tranh cử của Tổng thống Mỹ của đảng Dân Chủ. Các quan chức dân cử có ảnh hưởng của đảng Dân Chủ, lãnh đạo đảng và các tổ chức chính trị đã nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ bà Harris một ngày sau khi ông Biden rút khỏi cuộc đua và chiến dịch tranh cử của bà đã lập kỷ lục mới về số tiền quyên góp cho ứng cử viên Tổng thống trong 24 giờ hôm 22 tháng 7. Một số đoàn đại biểu đã họp vào cuối ngày 22 tháng 7 để xác nhận sự ủng hộ của họ dành cho bà Harris, bao gồm cả Texas và California, tiểu bang quê nhà của bà. Tuy nhiên, bà Harris vẫn chưa phải là ứng cử viên chính thức vì các đại biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ vẫn được tự do bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ lựa chọn tại Đại hội vào tháng 8 hoặc nếu muốn. Họ có thể tiến hành cuộc bỏ phiếu trực tuyến trước Đại hội Đảng ở Chicago. Phản ứng về thống kê của hãng thông tấn AP, bà Harris nói rằng bà biết ơn Tổng thống Biden và mọi người trong đảng Dân Chủ đã đặt niềm tin vào bà và tôi mong muốn được trực tiếp trình bày trước người dân Mỹ. Trong ngày 23 tháng 7, bà Harris đã tới tiểu bang chiến trường Wisconsin khi chiến dịch tranh cử của tòa bạch ốc của bà bắt đầu vào cao điểm. Sự kiện ở Milwaukee là sự kiện tranh cử chính thức đầu tiên của bà kể từ khi tuyên bố tranh cử. Thống kê của AP được dựa trên các cuộc phỏng vấn với từng đại biểu, các tuyên bố công khai từ các tiểu bang cũng như các tuyên bố công khai và xác nhận từ các đại biểu cá nhân. Nhưng đề cử chỉ là việc đầu tiên trong việc bà cần làm. Kế đến, phải chọn một người làm liên danh tranh cử và thuyết phục những cử tri đã ủng hộ ông Biden quay sang ủng hộ bà. Chiều ngày 21 tháng 7, chiến dịch tranh cử của ông Biden chính thức đổi tên thành Harris tranh cử tổng thống, cho thấy rằng bà sẽ kế thừa ủy ban này của ông Biden với hơn 1.000 nhân viên và quỹ tiền đạt gần 96 triệu đô la vào cuối tháng 6. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết bà cũng đã gây quỹ thêm 81 triệu đô la vào tổng số đó trong 24 giờ đầu tiên sau khi được ông Biden tuyên bố ủng hộ với sự đóng góp từ các nhà tài trợ. Sau khi bà Harris tiếp quản chiến dịch, đã có hơn 28.000 tình nguyện viên ghi danh. Con số tình nguyện viên này cao hơn so với chiến dịch tái tranh cử của ông Biden trước đó, cho thấy sự nhiệt tình dành cho bà Harris. Chính phủ Bangladesh cho biết sẽ tuân theo phán quyết của tòa án tối cao rằng 93% việc làm trong nhà nước sẽ được mở để cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của sinh viên sau một tuần xảy ra một số cuộc biểu tình đẫm máu. Các sinh viên đã đưa ra những yêu cầu mới, bao gồm việc bãi bỏ lệnh giới nghiêm, khôi phục dịch vụ Internet và mở lại các trường học. Hiện không rõ liệu việc chính phủ chấp nhận quyết định của tòa án có xoa dịu hoàn toàn tình trạng bất ổn hay không. Sự yên tĩnh tương đối được duy trì trong ngày thứ hai liên tiếp ở Dhaka và hầu hết các thành phố lớn, mặc dù người đứng đầu quân đội cho biết an ninh vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau khi ông đi khảo sát thủ đô bằng trực thăng. Chính phủ tuyên bố nới lỏng lệnh giới nghiêm được áp đặt để giúp ngăn chặn tình trạng bất ổn, dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ ngày 24 tháng 7 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều để cho phép mọi người mua sắm những thứ cần thiết và các văn phòng mở cửa trở lại từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chính quyền Bangladesh đã tắt mạng Internet di động và đưa quân đội đến sau khi các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh lan rộng khắp nơi. Gần 150 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực và hơn 1.600 người bị bắt ở hai thành phố chính, Dhaka và Chittagong. Các cuộc biểu tình đã kết thúc sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết vào ngày 21 tháng 7, ủng hộ kháng cáo từ chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina và chỉ đạo rằng 93% việc làm phải được mở cho các ứng viên có năng lực. Ông Hasina đã loại bỏ hạn ngạch vào năm 2018, vốn dành 56% việc làm trong nhà nước cho nhiều nhóm người khác nhau, trong đó có 30% cho gia đình của những người đã chiến đấu trong cuộc chiến giành độc lập năm 1971 của đất nước. Nhưng một phán quyết của tòa án cấp cao đã khôi phục hạn ngạch vào tháng trước, gây ra các cuộc biểu tình của sinh viên. Sinh viên rất tức giận vì hạn ngạch khiến chưa đến một nửa số việc làm của chính phủ được mở cho các ứng viên có khả năng trong bối cảnh khủng hoảng thất nghiệp. Thủ tướng Israel Netanyahu nói với gia đình các con tin bị giam giữ ở Gaza rằng có thể đã gần đạt được một thỏa thuận đảm bảo việc thả con tin trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng đất bị tàn phá của người Palestine.
lực lượng Israel tiếp tục tấn công vào khu vực Khan Yunis ở phía nam Gaza sau khi ra lệnh cho dân thường di tản khỏi một số quận mà họ cho rằng đã được sử dụng để các phiến quân Hamas thực hiện các cuộc tấn công mới. Hàng nghìn người đang chạy trốn đến những khu vực an toàn hơn trong khi xảy ra các cuộc không kích của Israel. Ông Netanyahu hiện đang ở Washington và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Biden vào cuối tuần này sau khi có bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Trao đổi với gia đình các con tin tại thủ đô Mỹ, ông nói, các điều kiện cho một thỏa thuận đã chín mùi, đây là một dấu hiệu tốt. Những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas được ông Biden đưa ra vào tháng 5 và do Ai Cập và Qatar làm trung gian đã đạt được chút tiến triển trong tháng qua. Quan chức cấp cao của Hamas là Sami Abu Zuhri nói rằng lập trường của ông Netanyahu không có gì mới. Netanyahu vẫn đang trì hoãn và ông ấy cử phái đoàn đi để xoa dịu cơn giận dữ của gia đình các tù nhân Israel. Một nhóm đàm phán của Israel hôm 25 tháng 7 dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán trong các việc thả con tin để đổi lấy tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Hamas và các chiến binh khác vẫn đang giam giữ 120 con tin, khoảng 1/3 trong số đó đã được chính quyền Israel coi là đã chết. Nga hôm 23 tháng 7 nói rằng sự hợp tác của Nga với Trung Quốc ở Bắc Cực không nhắm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia nào khác và nói rằng sự chỉ trích của Mỹ đối với việc đó là không đúng chỗ. Ngũ giác đài cho biết trong một báo cáo hôm 22 tháng 7 rằng họ lo ngại các hành động của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực có thể ảnh hưởng đến sự ổn định trong khu vực, đồng thời lưu ý rằng Nga đã mở lại hàng trăm địa điểm quân sự thời Liên Xô ở đó, trong khi Trung Quốc đang để mắt tới các nguồn tài nguyên, khoáng sản và các tuyến đường vận chuyển mới. Báo cáo cho biết, Trung Quốc và Nga đang hợp tác ngày càng nhiều ở Bắc Cực thông qua nhiều công cụ quyền lực quốc gia. Mặc dù vẫn còn những bất đồng đáng kể giữa hai bên, nhưng sự liên kết ngày càng tăng của họ trong khu vực là điều đáng lo ngại và chúng tôi đang tiếp tục giám sát sự hợp tác này. Nga cho biết rằng một số nội dung báo cáo của Mỹ có tính chất đối đầu và cho biết sự hợp tác của Nga với Trung Quốc chỉ nhằm mục đích thúc đẩy sự ổn định. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Bắc Cực cũng là khu vực chiến lược đối với đất nước chúng tôi. Nga có quan điểm, có trách nhiệm và góp phần đảm bảo rằng Bắc Cực không trở thành lãnh thổ bất hòa và căng thẳng. Về vấn đề này, sự hợp tác Nga-Trung ở vùng Bắc Cực chỉ có thể góp phần tạo ra bầu không khí ổn định và dễ dự đoán ở Bắc Cực. Hợp tác Nga-Trung không bao giờ nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba hoặc nhóm nước thứ ba, mà chỉ nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của Nga và Trung Quốc. Nga và Trung Quốc đã hợp tác cùng nhau để phát triển các tuyến vận chuyển ở Bắc Cực. Khi Nga tìm cách cung cấp thêm dầu và khí đốt cho Trung Quốc trong bối cảnh có các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các tuyến đường biển ở Bắc Cực đang ngày càng được sử dụng để kết nối các nền kinh tế lớn trên khắp Thái Bình Dương và Đại Tây Dương khi hiện tượng nóng lên toàn cầu làm các khối băng tan chảy và khiến cho thời gian không có băng dài hơn trên biển. Báo cáo của Hoa Kỳ cho biết thêm rằng Trung Quốc đang tìm cách vận dụng động lực đang thay đổi ở Bắc Cực để theo đuổi ảnh hưởng nhiều hơn, tận dụng các nguồn tài nguyên ở Bắc Cực và đóng vai trò lớn hơn trong quản trị khu vực. Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ tới châu Á trong tuần này để trấn an các đồng minh và đối tác về sự ủng hộ của Mỹ. Chuyến công du của hai ông diễn ra giữa lúc có căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Christenprince nói với các phóng viên rằng ông Blinken dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề các cuộc họp cấp khu vực ở Lào. Hai ông Blinken và Austin sẽ có các cuộc hội đàm về an ninh với các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Philippines. Ông Blinken cũng sẽ thăm Singapore và Mông Cổ. Bên cạnh đó là dừng chân tại Việt Nam để dự tang lễ của ông Nguyễn Phú Trọng, vừa qua đời vào tuần trước. Chuyến đi diễn ra sau một tháng đầy biến động ở Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden tuyên bố hôm 21 tháng 7 sẽ không tái tranh cử và hậu thuẫn Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế ông.
Trước đó, ứng cử viên bên đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đã thoát chết sau một vụ mưu sát. Khi được hỏi ông Blinken sẽ nói gì với các đồng minh về quyết định không tranh cử nữa của ông Biden và liệu điều đó có thể dẫn đến những thay đổi về chính sách hay không, ông Kristen Brink nói rằng thông điệp sẽ là Mỹ hết mình với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông nói, chúng tôi thực sự cố trấn an các đồng minh và đối tác rằng có những nguyên tắc cơ bản nhất định về sự can dự, gắn kết của Mỹ sẽ không thay đổi và điều đó vẫn nhất quán. Ông nêu dẫn chứng về các khoản đầu tư của Mỹ và sự ủng hộ lượng đảng ở Hoa Kỳ dành cho khu vực. Tại Lào, ông Blinken sẽ tham dự các cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào thứ Sáu 26 tháng 7 và thứ Bảy 27 tháng 7. Ông Vương Nghị của Trung Quốc và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng dự kiến sẽ tham dự sự kiện này. Ông Kristen Brink cho biết, một quan chức Bắc Hàn cũng có thể sẽ tham dự. Cũng tại Lào, các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về cuộc xung đột ở Myanmar sau khi quân đội giành lấy quyền lực cách đây 3 năm. Ông Kristen Brink nói Hoa Kỳ hoan nghênh thông báo của Philippines hôm 21 tháng 7 rằng nước này và Trung Quốc đi đến thỏa thuận chung, đồng ý về việc tiếp tế cho một tàu hải quân Philippines ở bãi Cỏ Mây đang có tranh chấp giữa đôi bên. Tại Nhật, hai ông Blinken và Austin sẽ gặp những người đồng cấp Nhật Bản vào ngày 28 tháng 7 và tập trung vào việc thực thi các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 4 giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Hai nước đồng minh đã công bố kế hoạch nâng cấp liên minh quân sự của họ, bao gồm cả Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật Bản và sẽ có nhiều hoạt động chung hơn về phát triển thiết bị phòng thủ, trong bối cảnh có hai nước cùng lo ngại về sự đe dọa của Trung Quốc và Nga. Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ hội đàm về an ninh vào ngày 28 tháng 7. Lần đầu tiên sẽ bàn thảo về răn đe rộng mở, sử dụng lực lượng hạt nhân của mình nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào các đồng minh. Mặc dù trước đây hai nước đã thảo luận vấn đề này ở cấp thấp hơn, nhưng các hội đàm lần này sẽ đi sâu vào một chủ đề nhạy cảm ở Nhật Bản. Nước lâu nay vẫn thúc đẩy việc không phổ biến vũ khí hạt nhân và là quốc gia duy nhất hứng chịu các vụ tấn công bằng bom nguyên tử. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kristen Brink, chuyên trách Đông Á và Thái Bình Dương, nói trước cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại Nhật Bản rằng các cam kết trong Hiệp ước An ninh của chúng tôi với các đồng minh Nhật Bản là cực kỳ vững chắc và chúng tôi cam kết sử dụng mọi phương tiện mà Mỹ có, bao gồm cả hạt nhân, để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các cam kết đó. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cũng sẽ gặp người đồng cấp Nhật Bản trong chuyến thăm, là một phần của chuyến đi nhiều nước châu Á nhằm trấn an các đồng minh về sự ủng hộ của Hoa Kỳ khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tạo ra sự lo lắng cho các đồng minh về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng sẽ tổ chức hội đàm ba bên với những người đồng cấp Nhật Bản và Nam Hàn. Các cuộc hội đàm về an ninh với Nhật Bản cũng sẽ bao gồm các nỗ lực tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp quốc phòng hai nước và nâng cấp cơ cấu chỉ huy để cải thiện sự kết hợp giữa quân đội hai nước. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản nói rằng những cuộc đàm phán lịch sử này sẽ củng cố sự dịch chuyển của chúng tôi từ tập trung vào bảo vệ liên minh sang phô trương thanh thế của liên minh, thông qua việc chuyển đổi cơ cấu chỉ huy của các lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản, ăn khớp với việc Nhật Bản phát triển bộ chỉ huy liên quân của riêng họ mang tính đột phá. Liên minh sẽ sẵn sàng và được trang bị để ứng phó với các thách thức an ninh của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc việc cải tổ cơ cấu chỉ huy quân sự lớn nhất ở Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ khi Nhật Bản có kế hoạch thành lập một bộ tổng chỉ huy hỗn hợp mới để điều hành lực lượng phòng vệ Nhật Bản vào tháng 3 năm 2025. Nhật Bản cung cấp căn cứ để Mỹ triển khai sức mạnh quân sự ở châu Á với 54.000 binh sĩ Mỹ, hàng trăm máy bay và nhóm hàng không mẫu hạm, tấn công duy nhất được xây dựng ở tuyến đầu của Hoa Kỳ.
Nhà cầm quyền Việt Nam vừa xử phạt một loạt những người đăng tải những nội dung được cho là xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lúc quốc tang của ông đang được chuẩn bị. Hôm 21 tháng 7, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập hai người, một người sinh năm 1989 ở huyện Lạc Thủy và người kia sinh năm 1997 ở huyện Lạc Sơn về hành vi được cho là xúc phạm ông Trọng trên không gian mạng. Hai người này đã bị công an yêu cầu gỡ bài viết, lập biên bản và phạt tiền theo quy định của pháp luật. Báo chí đưa tên của những người này bằng các chữ cái đầu là NDL và BVL. Đối tượng ở huyện Lạc Sơn được cho là đã đăng bài bình luận xuyên tạc, phê phán những người bày tỏ lòng tiếc thương và xúc phạm uy tín danh dự cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, gây bức xúc trong dư luận. Người này sau đó đã nói rằng ông hành động do thiếu hiểu biết, nhận thức lệch lạc. Còn tại Sài Gòn, trong hai ngày 20 và 21 tháng 7, ba người cũng đã bị công an xử phạt về hành vi tương tự. Ba người đàn ông này trong độ tuổi từ 39 đến 40 là nhân viên giao hàng, làm kinh doanh và thất nghiệp. Họ cư trú ở quận 10, 12 và thành phố Thủ Đức. Họ bị cáo buộc đăng tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Họ đã bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp công an các địa phương mời lên làm việc, răn đe và làm cam kết không tái phạm. Hai đối tượng trong số này đã bị phạt lần lượt là 7,5 triệu và 5 triệu đồng. Công an Sài Gòn đã cảnh báo người dân tuân thủ pháp luật khi phát ngôn trên mạng xã hội về cố lãnh đạo, cảnh giác trước các thông tin không chính thống và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việt Nam trong những năm qua đã thắt chặt các quy tắc Internet với đỉnh điểm là luật an ninh mạng có hiệu lực vào năm 2019. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra năm ngoái nói rằng Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị, và rằng chính quyền dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do ngôn luận và các quyền cơ bản khác. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.